Tòa án Nhân dân Hà Nội ra thông báo đính chính, thay đổi nội dung tuyên án theo hướng giao Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng thu hồi khu đất 29 hectare thuộc dự án khu đô thị mới quốc tế Đà Phước. Theo bản án sơ thẩm ngày 13 tháng 1, Tòa án Nhân dân Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo quyền lợi cho công dân tại dự án khu đất 29 hectare thuộc dự án khu đô thị mới quốc tế Đà Phước, dự án khu dân cư An Cư 2 và An Cư 3 mở rộng, dự án khu nhà ở Phú Gia Cơm Bao. Tuy nhiên nội dung này hôm nay đã được Tòa án Nhân dân Hà Nội đính chính. Theo đó, Tòa giao Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng thu hồi và cùng các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo quyền lợi cho công dân tại khu đất 29 hectare thuộc dự án khu đô thị mới quốc tế Đà Phước, giao Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng cùng các bên liên quan thực hiện thủ tục pháp lý để đảm bảo quyền lợi cho công dân tại hai dự án khu dân cư An Cư 2 và An Cư 3 mở rộng và dự án khu nhà ở Phú Gia Cơm Bao. Trong vụ án này, tất cả 20 bị cáo đã gửi đơn kháng cáo. Bị cáo Văn Hữu Chiến tại phiên sơ thẩm hồi tháng 1, ảnh Giang Huy. Bản án sơ thẩm nhận định, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, năm 2011 đến 2014, giúp sức tích cực cho cựu Chủ tịch Trần Văn Minh, 2006 đến 2011, trong sai phạm chuyển nhượng đất đai, cùng các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội. Tại 22 nhà công sản, ông Chiến đã thực hiện hành vi chuyển nhượng không qua đấu giá, xử lý bán nhà không theo quy trình sắp xếp, quy trình giá bán, chuyển nhượng đất không phù hợp, giảm 10% quyền sử dụng đất để tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ hưởng lợi 18 dự án, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 22.000 tỷ đồng. Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến và Trần Văn Minh bị tuyên phạt lần lượt 12 và 17 năm tù về hai tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Phan Văn Anh Vũ Vũ Nhôm bị tuyên phạt 25 năm tù, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Giám đốc Sở Xây dựng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng án 5 năm tù, ông Phan Xuân Ích, cựu Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng án 6 năm. Trong 16 bị cáo còn lại, tòa sơ thẩm đã miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Văn Cán, cựu Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng. Let's block us. Why?